Hello các bạn, thì hôm nay là mình sẽ đi một cái sự kiện chúc mừng năm mới của cái thành phố Murupna của nơi mình đang sống. Thì mọi người cùng theo chân mình để coi là cái điều gì ở nước Úc người ta sẽ tổ chức như thế nào và trông có đẹp không. Ok, theo chân mình nha. Đây là cái phần của thành phố mình đang sinh sống, Murupna. Welcome to Murupna. Welcome to Murupna. Welcome to Tatura. Ok, let's go. Đây là khu vực tối nay sẽ có pháo hoa nha các bạn. Thì đó, các nhân viên kỹ thuật đang lập ra cái chữ cũng như là sẽ đặt pháo hoa. Và tối nay khu vực này là sẽ bắn pháo hoa nè.